Thưa quý vị, ngày 16 tháng 12 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Thủ tướng giao cho Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm công bố và triển khai thực hiện quyết định này. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp, nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo phương án tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên các trang thông tin điện tử, trên phương tiện thông tin đại chúng và tổ chức hội nghị dự kiến đầu tháng 3 năm 2024. Ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc công bố quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhằm cung cấp nội dung, thông tin về quy hoạch, đồng thời nâng cao vai trò, nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện quy hoạch. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông thực hiện các bài viết chuyên sâu về các vùng chức năng, trụ cột kinh tế của tỉnh gắn với Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội vùng Đông Nam Bộ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đăng tải các nội dung của quy hoạch trên cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và báo Bà Rịa Vũng Tàu.